Xưa cổ thụ ở tại tỉnh Bắc Giang. 120 hay 130? 101, 102. Cây này vỏ bong mà. Hoa này thì lâu lắm. Đến cành nó còn vỏ nó còn thế kia cơ mà. Vâng. Trên cành vỏ nó không phải. Cây này thì nó tầm độ già 20 năm. Khoảng từ năm 2000. Từ năm 2000. 2000. Đâu? 2000 thì 2000 là 20 năm. 20 năm. Trên đấy này, trên Hòa Bình. Giống ở đúng thủy điện Hòa Bình. Tỏ thế nhỉ? Trồng có sâu không? Chú trồng có sâu. Đây nghe có vẻ dễ nó chìm dưới này chắc hơi sâu sâu. Chắc xuống một đoạn đó. Cái này trước ngày xưa tân sân. Vâng. Tân sân hơn. Này nành nọ đấy không có vấn đề gì sâu xia ở đâu đâu. Đùa ác nhỉ. Chú ơi, thế anh hỏi thế đã có ai hỏi mua hoặc là giả giá bao nhiêu chưa? Ôi, giá thì chả ai hỏi mà mua thì người ta đến nhiều lắm. Nhưng mà không bán. Thì bảo chưa bán thì người ta cứ xem, người ta khoan, đòi khoan, không cho khoan thì người ta cứ bảo bán bao nhiêu thì bảo chả biết bao nhiêu. Thế bây giờ anh thử cho một cái giá xem thế nào. Giá thì bây giờ biết nào được. Bác mua thì em và cái giống xưa này thì mình không biết giá nào được. Thế à? Vâng. Thế thì để tôi cho cái giá có được không? Vâng, bác cứ cho giá. Cây này mà được cả bán luôn. Cây này nhưng mà phải cho khoan thì mới cho giá chính xác được. Nếu không thì không, giá không được chính xác. Có cho khoan không? Khoan thì trước đây cũng có người khoan rồi nhưng mà lâu lắm rồi em không nhớ. Khoan ở thân này này, ở đây này. Khoan tầm này. Mà lõi được bao nhiêu thì sẽ định được giá ngay. Định được giá bao nhiêu ngay. Nhưng còn nếu mà cứ tùm mù thì giá nó không chính xác. Thôi, có thể mù là đi, cứ phăng phác đi. Phăng phác thì 100 triệu. Nếu phăng phác được không? 100 triệu bán mua luôn. Nếu không đô á khoan thì chính xác chắc nó chỉ tầm giá đấy thôi. Tại vì xưa bây giờ nó cũng đang rẻ. Chứ cái lúc nó đắt thì có thể là hơn. Giá như trước rồi. Chứ lúc trước có thể cây này được hơn. Nhưng bây giờ tầm này cỡ 100 triệu là cũng xứng đáng. Một trăm triệu cây này không bảo gì à? 100 triệu thì chắc là chưa bán. Nói thực ra là nhà cũng chưa có nhu cầu bán. Cái này nếu mà ở vùng này chắc nó là to nhất rồi. Chú còn thấy cây nào to hơn không? Không có cây nào to hơn. À nhưng mà cây này có vẻ ít quả nhỉ? Đúng không? Vâng. Hay là nó rụng hết rồi? Không, nó ít quả. Hình như theo cái kinh nghiệm của tôi nó ít quả là có nhiều loại. Nhưng mà trước cái lúc mà cái cây này lúc chính là nhỏ, cái cây bố của nó cũng ít quả. Cây bố của nó là ông bảo cây này ít quả. Nhưng mà thế là cây bố của nó còn không hay là khai thác rồi này? Không còn nữa. Tận Hòa Bình thì ai mà biết được. Sau này em điện lên bảo bán nó. Bán đâu rồi? Lúc bây giờ ở cái cây bố nó bán được nhiều tiền không? Cây bố lúc bây giờ là đã bằng cái thùng to hơn cái thùng sơn mà. Thì nó bằng cái này. To hơn cái này. Lúc bấy giờ cây bố đã to hơn cái này. Thế bán được bao nhiêu? Ông ấy bảo ông bán được bao nhiêu? Lúc bấy giờ hỏi thì ông cứ bảo bán cân hôm trước. Thì nó bán cân rồi. Nhưng mà tổng cái cây đấy của ông ấy được bao nhiêu? Ông không nói. Thì hỏi bảo bán rồi. Bán cân là ai đi làm trên đấy thấy bảo cây này quý nên là lấy cây về trồng chơi. Lúc đấy là chính xác là cũng không biết là quý.
Vâng, mà bản thân như ông ấy cũng bảo chỉ cây này chỉ làm gỗ, là gỗ về sau là gỗ kiểu như làm ở nhà là tốt cho trong nhà ấy. Ừ. Đấy, người ta nói. Mà có gỗ mà đóng đồ trong nhà là nó tốt cho gia đình. Ừ. Đấy, mấy cây nó cũng cho mấy anh em phải hơn chục cây một ông ở đây này. Tức còn mỗi cây của chú. Đó, mỗi cây này. Còn tất cả mấy cái cây kia là hỏng hết rồi. À. Ừ. Mấy cây kia về sau điện mấy cây ở dưới chỗ đấy kia cũng bảo không còn gì. Vâng. Thế cái cây này, cây này con của nó. Cây này sau. Nhưng mà con của nó. Không phải, cây này là sau là cũng một ông nào ông cho. À, giống khác. Giống khác. Alo. Vâng. Ui, cây này mùa hè mát lắm nhỉ. À. Cây này giá trị. Cái bóng bóng của nó đẹp, cái cành của nó. Bóng tán của nó rộng. Tán rộng thế cơ. Khi nào mà em bán được Phú Bác nhá. Ờ. Bác ngay trên làng Đồng này đúng không? Không, anh ở dưới Vôi. À, dưới Vôi. Ừ. Anh ở dưới Vôi mà. Bắc Trung nhỉ? Bắc Trung đúng rồi. Em có số của bác rồi đấy. Phải không? Trước bác vào đây rồi. Rồi. Đúng rồi. Anh vào rồi. Anh em nhớ nhau lâu ghê. Không, em có số mà. Ừ. Số của Bắc Trung đây rồi. Thế cây này anh cũng đã đăng cái cây này lên 200 triệu rồi. Vâng, thế nhưng rồi. Mà cũng nói chung là cái thời điểm đắt ấy mà cái cây xưa nó to quý thì đúng là nó giá trị lắm. Thế nhưng mà cây này bây giờ 100 triệu chủ nhà không thèm nói chuyện. Vẫn chưa thể bán. Nhưng mà bây giờ 200 thì nghề cũng... Em sửa lại cái sân này nè bạn. Ừ. Bao giờ làm lại sân này bạn. Nói tóm lại, nếu mà anh em mình biết về xưa thì xưa càng già càng giá trị thôi. Vâng. Nhưng cái cây kia của chú thì nó chả đáng bao nhiêu đâu. Cây này bây giờ bán thì may ra được 10 triệu mà còn không được ấy. Vâng. Thế nhưng cây to của nó giá trị lắm. Cây to của nó... Cây này phải dành sau cây ừ. Này đấy, cây này này. Hơn 5, 7, 5 sau. Ừ. Cho nên gỗ xưa càng để càng có giá trị. Thế nhưng mà bây giờ có người muốn anh muốn mua về cũng để vào để trồng lại. Thì nếu mà chú bán làm sân thì lúc nào bán làm sân thì cứ gọi bọn anh. Đấy. To bọn anh cũng lấy. Em có số của bác rồi. Ừ. Lúc nào em mà làm sân này em sẽ gọi bác. Ừ, mua về bọn anh lại cũng đại để cho xong rồi thỉnh thoảng chú còn đến. Đấy. Chưa chắc đã thái ra để bán cho Trung Quốc đâu mà vẫn để vẫn cứ để cây to tại vì để mà đến thăm cây đúng không, tại vì cái cây này anh thích là nó không có sâu bệnh gì này, không có bị thối chỗ nào này, mà thân cành của nó là được, thân cành cái này được đấy, nó lục lạc. Nó lục lạc, chứ còn những cái cây mà nó bị thối ở một đoạn hoặc những cái cây nó xuất, cái giống xưa, cái xuất vỏ nó không liền thôi. Đúng rồi. Cây dưới kia của chú có hiện tượng đấy rồi đấy. Vâng. Cây dưới kia hôm anh xem kỹ rồi có một vết thối đấy. Ở đâu dưới gốc hay sao? Trước phát là nó không liền. Ừ, không biết là dưới gốc hay chỗ nào đấy là cây đấy có vết đấy. Nhưng cái này không có vết gì. Thế thì mua đéo được. Quyết tâm mua đi, quyết tâm mua để đợi nó mấy một năm nữa là nó làm sân. Kia thì bây giờ nó mới định hình thôi thì cũng chưa sợ đâu. Ừ. Thời gian chờ thoải mái. Thì xong bắt đầu lúc nào ấy, ấy thì gọi cả cái ông xuống. Vâng. Trong nghiên cứu cần cẩu ra chứ. Cái này không cẩu. Cẩu quang này. Đấy. Cây quá đẹp luôn. Thân thế tay tán này. À, đây cái chuồng gà nhà nó đây.
thì cái đường mình lúc nãy ô tô định lao vào đây là vào chuồng gà này, thì đi qua chuồng gà này chứ, phá cái chòm chuồng gà máy sát này là ra đường đấy đâu, chứ có phải ấy đâu, chứ có phải dễ làm sao được hơn, đây nó nằm ngay ra. Nhà thì phá cái nhà này đi, cái nhà chuồng gà này phá đi. Bên đấy nó mới nhà người ta. Đấy xuống xem chuồng gà, xuống xem chuồng gà. Anh ơi. Ngón đấy. Chào anh ơi. Nhà té. Ừ, kêu mà ngón đấy xong rồi để xem thiết kế đường ô tô là đấy. Cái này đường thôi là được. Nhưng mà cây này đợt không biết là thợ nó khoan cái cành này hay cành này nó khoan một cành mà đã loại hơn 10 rồi. Nó khoan trên cành này nó cho cái hàng vỏ dày này mà sao lại nói to thế nhỉ? Nứt lên đâu cứ nứt lên đâu là có loại đấy. Cành nứt lên đâu là loại đấy. Anh chào em. Anh xem cây xưa. Thế em đi đâu về? Chuẩn bị bán cây xưa cho anh nhá. Bây giờ mua có bán không? Bán luôn, mua luôn. Nhanh ra đây làm giá. Anh để hôm khác nhá, tức là vừa lấy giả giá ông xã rồi, giả giá ông chủ rồi, ông không bán, giả 100 triệu, ông ấy chưa bán, ông bảo bao giờ ông làm sân ông mới bán. Vâng. Cái năm nọ anh giả 200 triệu thì không bán, bây giờ anh giả 300. Vâng. Ừ, thế chán, thế bảo đấy hôm nào làm sân thì vẫn giả 100 nhá. Hay là giả thêm 10.000 10 triệu nữa. Thôi nha. Đâu? Cái này á? Ông có thấy một cái cây xưa, những cây xưa đấy là của ông trồng được bao nhiêu năm rồi? Thôi giờ quên rồi. Nhưng mà trí thì nhớ không hơn chục năm, mười mấy năm rồi. Chắc năm 1997 nhỉ? Giờ quên rồi. Giờ già trí nhớ không còn nữa. Ừ. Thế nó cũng phải có gần 20 năm rồi.